Sushi hay sashimi là những món ăn mang đậm chất văn hóa của người Nhật Bản. Không chỉ cầu kỳ trong cách chế biến, món ăn này còn có những cách ăn rất riêng, đặc biệt mà không phải ai cũng từng được thưởng thức. Điển hình như mới đây, một thanh niên đã thử đi ăn sushi được phục vụ theo cách đặc biệt nhưng lại nhận cái kết bất ngờ. Cụ thể, người đầu bếp sẽ đặt từng miếng lên chính bàn tay của thực khách, sắp xếp chúng sau đó, thực khách sẽ lấy về và ăn. Nghe kể thì cũng có thể dễ dàng đó, nhưng đúng là phải thử mới biết được, bởi cũng chính nam thanh niên này đã để tuột mất miếng ăn ngay sau khi vừa lên tới miệng. Có vẻ như chưa có kinh nghiệm trong cách ăn kiểu này, thanh niên trong clip lập tức đánh rơi ngay miếng sushi ngon miệng, đắt tiền mà người đầu bếp vừa hoàn thành trên tay của mình. Bên dưới đoạn clip, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi chàng trai đánh mất miếng sushi. Trời đất, nhìn mà tiếc đứt ruột, cầm cái đôi đũa lên mà gắp, không thì xòe tay ra mà giữ luôn cho rồi. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng đều tiếc thay cho chàng này. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng chàng thanh niên dám chơi, dám chịu. Mất một miếng ăn mà ăn được nhiều miếng khác thì cũng chẳng sao. Các bạn đã bao giờ gặp phải tình huống oái oăm như thế này chưa? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!